Hiền chào cả nhà, chào các bạn. Hôm nay Hiền review hàng Nhật Bãi. Ở đây chị Hiền bán giá hàng rất là mềm, thiếu. Mà cả nhà có thích những món hàng này, nhớ nhắn tin ký số điện thoại Hiền ghi ở phía trên. Thì bây giờ chị Hiền review những món hàng hôm nay. Mời cả nhà xem clip hôm nay. Chào các bác, bên em bán một số hàng Nhật Bãi. Hình thức thanh toán là ship có chuyển khoản, đơn hàng trên 300 máy bay chuyển khoản bên em bao ship. Mã số 1 em bán một cây cưa. Hàng này mới 100% luôn mấy bác. Chữ Made in Japan đây nè. Made in Japan này. Này chữ này chữ dập nhé, không phải họ in nha. Tay cầm còn đẹp, nhưng mà cái này lưỡi cưa nó nhỏ, biết cưa cây hay cưa sắt nha mấy. Ngoại hình còn rất đẹp. Chiều dài của con này khoảng 50 cm mấy bác. Chiều dài lưỡi là 23 gần 24, gấp lại thì này hàng còn mới nên nó gấp nó hơi nặng tay tí các bác, đẩy kéo nó hơi nặng tay tí, hàng mới hàng như họ chưa xài luôn. Bán em bán 280k cho mã số 1 kỳ cưa. Mã số 2 em lên cây cần lực, con này xây to các bác, cái đầu nó đầu 1 inch nha. Cái này giải lực nó ghi trên mặt đồng hồ nữa nè. Lực từ 50 đến 420 Newton. Tonichi. Ngoại hình còn đẹp nha mấy bác. Đầu 1 inch nha. Xe to nha mấy bác, chặn mấy cái ốc lớn. Ngoại hình còn đẹp mấy bác. Mới tinh nè. Tay cầm đó. Nói đích đó nè, em quay chi tiết cho mấy bác coi. Chiều dài em đo cỡ 90. Có khoảng 90 cm mấy bác. Còn nếu bác cần bác liên hệ em để giá tạo cho mấy bác con mã số 2. Con này to nên để giá mềm. Số 3 em bán cái thước dây. Em bán 100k, 3.5 m, hàng bao hàng Nhật luôn. Sự gia tăng này, hàng này mới lắm mấy bác. Kéo ra nó đứng lại nha. Bên trong đó nè. Bao đẹp mấy bác. Xài nó bóp lại, bóp này nó nhả vô đó. 3.5 m, em bán 100k cho mã số 3. Mã số 4 em bán cây cá kính, em bán 150k. Ngoại hình của nó còn đẹp nha mấy bác, quay cho mấy bác coi. Nó ghi chữ dập băng này, ghi Ken, ghi chữ dập băng trên cái tay cầm đó nè. Con lăng nó còn đẹp nha. Em kiểm tra nó không mẻ. Rồi con này bán 150k. Số 4, số 5 em bán cặp kìm, em bán 320k. Kìm này, cặp kìm của Đức em, kìm ngồi. Cái kìm mô quả với cái kìm điện Nissan Moto nè, mà dòng này nó ghi West Germany nè. Kìm mẫu quả nè. Bên trong răng miệng đó này mấy bác. Cặp này em bán 320.
có răng miệng bên trong. Cái này có bẻ kẽm này mấy bác. Con kìm điện là dài 15 cm. Con kìm mỏ quạ dài 19x20. Cặp này em bán 320k mấy bác, cho mã số 5. Cặp kìm của Đức. Mã số 6 em bán cây Mitutoyo thức kẹp mấy bác, coi đồng màu so, màn hình còn đẹp. Thức kẹp 200 Mitutoyo 700 mấy bác. Ngoại hình của nó, mặt sau nó nè, nó lấy nét cho bác coi, mỏ còn khít lắm. Coi là hơi tiếc cái là trên mặt đồng hồ nó bị trầy nha mấy bác, mặt đồng hồ nó bị trầy nè, hoạt động bình thường nha, em đẩy nè, đó, mỏ còn đẹp nè. Khi mà đẩy về sát luôn á thì cái này nó hơi dính cái nha, cái này hơi dính mình phải đẩy nhẹ lên cái nó ra như vậy đó, nó hoạt động bình thường, nó kéo vô, nó ra vô hoạt động bình thường, trơn kéo rồi, đẩy im lên mắt, mỏ đo lỗ với mỏ đo còn đẹp á, còn mắt không? Cái này bán 700k cho mã số 6. Xong rồi, số 7 em bán cây mở ốc số 24, con này mới 9 mấy% của FCC à. Đó, đầu lục giác còn mới lắm mấy bác. Kéo ra kéo vô được nha. Này nhỏ nè, kéo ra nè. Có rảnh như này. Ta kéo ra. Con này em bán 200k cho mã số 7 mấy bác. Chiều dài của nó là khoảng 24 cm mấy bác. Rồi 200k cho mã số 7. Mã ốc số 26. Mã số 8 lên 3 cây này. Em bán 50k. Cây kéo với một cây kìm mở phe với nha. Cái này giống móc khóa nha. Con này cái móc khóa là miếng nóc thôi. Kéo không? 3K 50k. Mà số 9 em bán một mũi khoan bán 280k. Thì cho nó ghi thông số trên đây nè mấy bác. Nó có mấy cái số nè. 1.5, 2, 3.2, 4, 4.5, 5.5 với 6.5. Còn bên đây là có ghi này nè, 2 3 ly, 3.5, 4.5, 5, 6. Đó, bộ này bán 280k. Ngoài nó ghi nè, Real Set Style nè. Thì trên là nó ghi hệ in nha, còn dưới nó hệ mm nha mấy bác. Nó trên là hệ in á, dưới là mm. Cuối cùng cái nó quy đổi ra mm ra in thôi. Bộ này em bán 280 mà số 9. Mã số 10 em bán 150k, cây cần ton đầu 38 còn bi hoạt động bình thường. Ton 271 ngoại hình của nó. Siêu giáp băng. 150k mấy bác. Cóc kêu nghe lớn á. Đảo chiều nó hoạt động bình thường. 150k cho mã số 10. Mã số 11 em bán cây kìm, con này hiệu cây nha, em bán 80.000. Mấy bác, nó có ghi chữ cây nghe này nè, đó, kìm cắt móng tay móng chân nữa. Con này chiều dài nó là 12 cm mấy bác, lưỡi con đẹp nè, nó lưỡi con đẹp. Rồi 80k cho mã số 11. Số 12 em bán cây cờ lê. Số 19 hiệu Nessua. Con này lắc léo thôi bác. 19 này xây được 1 chiều nha. Nessua nè, 19. Ngoại hình thì có trầy nha mấy bác. Em bán 200k. Hoạt động bình thường nè, lắc
chiều dài của nó là 24 cm. Rồi 200k, mã số 13, em bán một cây súng xịt hơi, em bán 500 ngàn. Con này hàng cực hiếm luôn nha mấy bác, mấy Italia nè. Bác mua sưu tầm, bác xài sử dụng. Con này em test rồi, bắn mạnh lắm, bao xì, bao mấy bác không xì hơi. Hàng con này hàng nguyên zin luôn. Cái giác nói nó nguyên zin luôn mấy bác. Cái giắc này giắc nói nè, hàng viên zin luôn mấy bác, con này zin từ đầu đích luôn á, mấy Italia này mấy bác, đầu nó nè, chiều dài của nó nè 26. Hàng này hàng hiếm nên giá nó hơi nhỉnh tí, bán 500k cho mã số. Con này mã số 13 mấy bác. Bác mua sưu tầm 14 bán cái sản, bán 130k. Sản inox có hình bông hoa nè. Chiều dài của nó là 30 cm mấy bác, con này size to. Bán to luôn nè, nó. Nó đẹp, mũi đi nhọn nhọn hết rồi. 130k. Mã số cuối cùng, mã số 15, bán cây cưa cành. Con này hàng Nhật nha, Gisinki nha. Gisinki lưỡi nè. Chiều dài của con này là 57 nha. Chiều dài lưỡi của nó là 26-27 nha. Ngoại hình nha, tay cầm bằng nhựa, ngoại hình nó không được đẹp. Nhưng mà này xe to, bán giá mềm 280. Lưỡi con đẹp. Vậy thì mấy bác có con laser hiệu Bích nha mấy bác. Cái con này hiệu nổi tiếng của Nhật nè, sự gia băng nè, laser multiply. Này 500 hộp luôn nha, 500 hộp thì cái độ chính xác nó còn tốt nha. Cái hộp nó dây con nguyên zin luôn nha mấy bác, không chày, không bị cóc luôn. Dây còn đẹp, có miếng cách nhỏ này thôi, mình đâu ảnh hưởng gì, này bằng da nó cứng lắm mấy bác. Xài xong mấy con máng á, đó, mở ra bên trong á còn nguyên cái mút. Em quay bên trong cho mấy bác coi, còn giấy luôn. Tờ hướng dẫn sử dụng của nó nè, với mấy cái đồ gá, đồ chuyên dùng thì em không rành. Em thấy con này em test nó sống à, Bích nè, Bích Dai Suwa. Cái mã của nó là TXN20 bác. Nè, mấy Japan băng nè. Hàng này bao mấy bác là hàng Nhật luôn nha. Ngoại hình của nó còn đẹp, cây còn đẹp quá trời. Đó, ngoại hình của nó đó. Thì con này em test nó sống rồi nè, có nút on off mở lên. Đó đứng rồi nè, quay rồi. Đó quay chiếu không, một đứng à, một ngang à. Với có trên đây nó có con mắt, em thấy bắn lúc này cái nó chấm cái đỏ trên tay nè. Đó nè, tắt rồi. Này tắt mở cái tia nè. Rồi em chỉ biết nó vậy thôi, mà bác chiên mới rành hơn. Rồi cảm ơn mấy bác. Chị Hiền review xong những món hàng hôm nay. Nếu cả nhà có thích thì nhớ nhắn tin cái số điện thoại Hiền ghi phía trên. Còn có thời gian rảnh nữa có thể lại tại bãi. Cái địa chỉ thì Hiền ghi ở dưới miêu tả, ở dưới clip. Thì không có thời gian rảnh thì các bạn muốn mua hàng Nhật giá mềm, giá rẻ hay những món hàng mình thích thì nhớ đăng ký kênh, ủng hộ cho Hiền để cập nhật thông tin sớm nhất. Hiền cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn đã theo dõi và xem hết cái clip của Hiền. Hẹn cả nhà clip sau. Bye bye.